ังไหมจีนใส่ไข่เราดิซ้ำซ้ำไปดังมัดจุบงเบย์ใหญ่เผาแล้วติดมัดตอนนี้ซ้ำซ้ำดังมัดจุบงว่าเพิ่งเรานำเบนฝ่ายปกปกสองได้นะแค่เมาชั้นแล้วดังมัดจุบงที่เจ๊นึงนี่เราคงยังเหมายังรู้ตือทำเบย์เรายังเหมาอยู่วงหารู้เราเล่นไปเลยเราดิเบย์เราจุ้ยป๊อกไปหันไปเราเล่นติดมัดจุดเด้งที่ถึงโกติดมัดthương cái tận mặt chủ yếu thì cũng giống như những cái tận mặt khác nó sẽ thân mặt nó chỉ là một cái tăng âm và nó thay đổi theo nhịp thở ví dụ những nhịp vô thở ra là mặt có ra dạng vô có ra dạng vô cho nó trên cái phổ nó cũng có cái dạng sóng bình thường và cái lưu tĩnh của tận mặt chủ yếu lớn nhất là 23 và sắp mới nhất bữa nay là 25 không vừa quá 25 nếu mà nó trên 25 thì quá trình mình hẹn có CT nó có tình trạng ở xe rồi đấy nằm siêu âm về đau do là giống lúc nó bùng nó mình cũng sử dụng đau do con vẹt là nhiều đây là hình ảnh của động mạch chủ bùng động mạch tĩnh mạch chủ dưới đây nó cũng chui qua khỏi thanh và đi xuống đây là hình ảnh của tĩnh mạch chủ dưới thanh mạch nó trớn lãng tăng âm và trong lòng mạch vi máu nó đang di chuyển cho nên nó không có hồi âm và đường kính của động mạch thì thông thường cái này mình đo từ sau này đường kính từ sau động mạch thông thường không quá 25 nếu trên 25 thì mình chỉ qua chừng nó có kèm giãn tĩnh mạch trên gan không nếu có kèm tĩnh mạch giãn tĩnh mạch trên gan nữa thì quá trình mình vẫn bị suy tim mình chỉ để ý rồi cái thứ hai là rồi khi mà anh chị tứ thể thảm cũng giống đứt động mạch chủ vùng đây là hình ảnh của cắt ngang động mạch chủ vùng và bên đây là tĩnh mạch chủ dưới đây hình ảnh của tĩnh mạch chủ dưới đây động mạch chủ vùng tĩnh mạch chủ dưới đây là hình ảnh của tính số ống của tĩnh mạch chủ dưới đây là hình ảnh của cái tĩnh mạch chủ dưới và phổ lúc lớn nó như vậy nó thay đổi theo nhịp thở và dạng sóng như thế này rồi thì cái quan trọng trong cái bệnh lý này mình thấy là nó có giãn tĩnh mạch và nó huyết khối thì cái giãn tĩnh mạch ta cũng đã nói rồi thường hay gặp trong cái suy tim tăng áp lực động mạch phổi vân vân thì nó sẽ gây nên một cái tình trạng giãn tĩnh mạch và được chẩn đoán là giãn khi đường kính của nó lớn hơn hoặc bằng 25 mm. Cái thứ hai là con cái huyết khối thì mình chỉ thấy hình nặng của nó là giống lúc từ huyết khối ở tĩnh mạch vị trí tức là bình thường máu bình thường cái bên mũ bình thường của cái máu bình thường thì thường nó đang di chuyển thì thường nó không có hồi âm nếu mà anh chị thấy có hình nặng có lờn cần hoặc có hồi âm bên trong thì cái đó là quá trình là huyết khối thì trên phổ lúc lơ thì nó có thể gây tắc hoặc con hoặc bản phần thì mình sẽ thấy được cái dòng chảy con lại con chỉ con phân hay là zero luôn hay tức là không có tín hiệu đúp lơ màu hoặc là tín hiệu đúp lơ màu rất là ít thì trong bộ cảnh tắc hoàn toàn hoặc là tắc một phần. Tuy nhiên ở cái này là các anh chị phải thận trọng trong trường hợp nó bị chèn ép từ ngoài vào, ví dụ bệnh nhân bị u sơ phúc mạc bị hạch nó chèn vào nó bằng cái xẹp lòng mạch xẹp cái tĩnh mạch nên là mấy anh chị phải thận trọng, có nghĩa là trên B1 mà anh chị ngoài cái chẩn đoán của lòng mạch mà anh chị phải chẩn đoán cái mô xung quanh nữa và thử nó có thương tổn nhân phổi gì không. Đây là hình ảnh cục huyết khối nó nằm ở trong cái động mạch tĩnh mạch chủ rồi tĩnh mạch chủ dưới thì ở cũng giống như động mạch huyết khối cũng giống như tĩnh mạch dưới hai chân thì huyết khối của cái tĩnh mạch chủ dưới cũng có hai phần cũng có hai loại tắc cấp tức là huyết khối tĩnh mạch chủ dưới cấp tính và huyết khối tĩnh mạch chủ dưới mạng tính. Huyết khối tĩnh mạch chủ dưới cấp tính đôi lúc cái đồ hồi âm của nó là không có tăng âm mình chỉ hiểu gì không tức là nó chỉ có mình siêu âm mình thấy không có tín hiệu đúp lơ màu và không có tín hiệu đúp lơ phổ mà thôi. Đó là tắc cấp. Tắc cấp có thể gặp trong nhiều bệnh cảnh về tim, về mặt hoặc là rối loạn đông máu nó cũng gây tắc cấp. Thậm chí bệnh nhân nghiện thuốc lá cũng có thể gây tắc cấp của tĩnh mạch. Mấy anh chị để ý. Còn trong cái tắc mạng
thì cái thanh động mạch bắt đầu sơ, thanh động mạch bắt đầu sơ dày lên do huyết khối nó bám thành, có thể teo tĩnh mạch hoặc tức là khẩu cận tĩnh mạch có thể nhỏ lại và cái huyết khối nó tăng ấm lên và lòng mạch có thể tắc toàn phần hay là tắc một phần, đây gọi là tắc màng. Thì mẹ anh chị phải qua trong trường hợp này là tắc màng đấy mẹ anh chị nè. Thứ nhất là thanh tĩnh mạch nó dày sơ hóa và cái lòng mạch huyết khối nó tăng ấm thì cái này là một cái tắc màng. Đây mẹ anh chị thấy trong trường hợp này là nó tắc cấp này, mẹ anh chị để đây là đấy là tắc cấp của tĩnh mạch như này. Rồi đó là hai hình ảnh mà mình hay gặp nhất thôi. Sau này con sẽ có hội chứng mai thân nữa nên hay còn gọi là hội chứng khớp khép. Thì mẹ cái này là chuyên sâu rồi thì chắc mình chỉ có muốn nghe không thì mình nghe luôn vì mẹ mạch máu cũng phải học cái hội chứng này. Rồi trong cái bên cạnh sau cái tĩnh mạch chủ dưới rồi thì nó cũng có cái bên cạnh mà mình cũng hay gặp, người ta gọi là hội chứng khớp khép. Tiếng Pháp là hội chứng khớp khép, tiếng Anh người ta sử dụng cùng hội chứng như vậy mà cái từ người ta dùng từ Meitner. Thì cái này là một cái tình trạng biến thể của trong giải phẫu của bệnh nhân. Thì có nghĩa là cái tĩnh mạch, cái động mạch chủ tức là cái động mạch chầu bên phải nó cởi ngừa và nó chen vào, nó đè vào cái tĩnh mạch cái chầu chúng bên trái thì nó gây nên một cái tình trạng nghe rồi nó sẽ gây nên một cái tình trạng ứ trệ, nó sẽ gây nên tình trạng ứ trệ và nó sẽ huyết khối. Huyết khối thì gì? Huyết khối tĩnh mạch chầu bên trái phải chưa, huyết khối tĩnh mạch chầu chi trái, huyết khối tĩnh mạch sâu chi trái. Do đó về mặt lâm sàng đứng trước một cái bệnh nhân mà mấy anh chị thấy có tình trạng phù huyết khối viêm tắc tĩnh mạch sâu chi trái chi dưới trái thì mấy anh chị phải chuyển ngay, mấy anh chị phải nghĩ ngay tới một hội chứng Meitner hoặc là hội chứng Cocken bằng cách là mấy anh chị phải khảo sát tĩnh mạch chầu ngoài, tĩnh mạch chầu trong, coi thử động mạch nó có bị đè lên cái tĩnh mạch hay không, tức là mấy anh chị phải khảo sát bỏ mạch chầu. Mấy anh chị hiểu ý không? Vì chính vì cái có cái bệnh lý này cho nên là nó sẽ gây chèn ép làm giảm cái tình trạng lưu thông máu về tim và ứ trệ ở vùng chi dưới trái thì nó sẽ tạo nên huyết khối. Thì cái này là mình chỉ để ý cho trong mình chỉ có hiểu cái hội chứng nhé, do cái động mạch chầu chúng bên phải nó đè lên cái tĩnh mạch chầu chúng bên trái và nó lấy cản trở cái đường về tim, đường về máu về tim của cái tĩnh mạch chầu và tĩnh mạch chi dưới trái và nó gây nên tình trạng huyết khối và thuyên tắc. Nếu như họ che hẹp như vậy mà không huyết khối không thuyên tắc là cứ để vậy thôi vì nó che hẹp mức độ nhé, mấy anh chị hiểu không? Còn nếu mà nó nặng quá đôi lúc mấy anh chị phải can thiệp. Can thiệp bằng cách bữa nay người ta có thể đặt stent hoặc người ta phẫu thuật để gỡ cái chỗ này ra. Tuy nhiên một khi bệnh nhân vào viện thường là đã bị huyết khối rồi thì do đó mấy anh chị can thiệp đến tĩnh mạch thường nó cũng không thành công lắm. Tại chính là trong trường hợp này thì mấy anh chị điều trị bằng cách là chống đông nếu như có huyết khối và mấy anh chị mang tất tĩnh mạch mà thôi để hỗ trợ tăng cái áp lực máu về thôi. Đó, thì mấy anh chị đấy là hình ảnh chèn hẹp trên siêu âm thì mấy anh chị có thể thấy được là cái vị trí đây, mấy anh chị thấy được đấy cái động mạch và tĩnh mạch nó xẹp vé à, khi cắt ngang là mấy anh chị sẽ thấy được cái hình ảnh như vậy. Vì sao? Vì nó bị chèn đằng sau là cái cột sống này cứng và cái động mạch thì thương mấy anh chị là rồi thằng đái vẫn cứng, bao giờ mấy anh chị đem cũng xẹp nữa thì đương nhiên chỉ có cái xẹp ra tĩnh mạch mà thôi. Chính vì nó xẹp cho nên máu nó đi về rất là khó khăn và trên lâm sàng thì bệnh nhân sẽ bị viêm tắc tĩnh mạch chi dưới trái ngắt quãng. Ví dụ nó có thể là bị điều trị nó hết rồi theo thời gian mà bị lại mà cứ bị vô cái chứng cái thì mấy anh chị phải nhìn tới hội chứng Meitner hoặc là có sát khảo bị hội chứng khó khăn đây. Và nếu mấy anh chị không điều trị lâu ngày thì nó ứ trệ, nó sẽ gây tình trạng loét y do
do huyết khối đó. Thì trong những cái trường hợp nữa thì bữa nay người ta có thể đặt ấy, đặt stent rồi nhưng hiệu quả thì không mấy lắm. Đây đây là mấy anh chị thấy đây, đây là hình ảnh cái siêu âm là mấy anh chị thấy đấy là cái động mạch chầu phải không, nó chầu chứng bên phải nó sẽ đè vô cái tĩnh mạch chầu chứng trái, cái đường kính nó rất là thấp thì máu nó về khó khăn. Thì trong trường hợp này mình chỉ mang phất thôi, mang phất tĩnh mạch để tạo một cái áp lực để cho nó vô máu về qua cái khe hẹp đi trong đều, hoặc người ta đặt một cái stent ở đây để nóng nó lên nếu như bệnh nhân chưa có biến chứng huyết tắc tĩnh mạch phía dưới. Đó. Đây cái hình ảnh của bệnh nhân này cũng khủng nhé. Đây đây là hình ảnh người ta sau khi người ta đặt stent của tĩnh mạch người ta nóng lên, đây là từ khi ấy đây, hoặc là đấy là phương pháp người ta nóng lên, hoặc là phương pháp người ta tạo một cái cầu nối trên đường về, tức là cái cầu nối vùng hạ vị người ta bắt từ đấy qua đây. Tuy nhiên mà anh chị biết không, ngay cả khi can thiệp và phẫu thuật cầu nối đối với động mạch là nó thành công, tỷ lệ thành công cao hơn tĩnh mạch. Mà anh chị biết vì sao? Vì tĩnh mạch dòng chảy nó yếu lắm, nó rất là yếu, mà chạy lơ như vậy thôi mà mấy anh chị bắt cầu nối nhiều khi là vô tình làm huyệt khối nữa. Mấy anh chị đặt stent vô tình cái gì hoặc là huyệt khối nữa, vì bản thân cái mạch máu nó chạy lơ. Mấy anh chị có thấy giống như là cái lụt mà buồn mà chạy lơ là buồn dễ đau lại phải chứ. Thì bất cứ cái chí lồn cồn khó chịu đến đường là đau lại hết, là dễ huyệt khối. Do đó băng mọi giá ở bệnh nhân này mình chỉ phải cho mang bất tỉnh mạch áp lực hai lần để răng, để mà giống như cái bơm để mình bơm máu ảm cho đi nhanh chút rồi thôi, nằm ra như vậy đó. Đó là hết những cái bài về tỉnh mạch chủ dưới và động mạch chủ vùng ở trong một vùng. Đây là một số mình hay gặp nhất, thường gặp nhất thôi nghe, cho nên là các anh chị có hỏi